Chào mọi người nha, lâu lắm rồi mình không có quay cái bắt ong gừng, khai thác mà ong gừng được nuôi tại nhà. Và bây giờ mình bắt cái tổ ong này nha. Giờ nó cũng sắp cuối mùa vụ rồi, giờ mình bắt nó xong rồi chuyển nó vào trong cái thùng cải tiến luôn, lắp vào cầu luôn. Chết cả đống quân dưới này nữa nè, nó bị kẹt ở cái cửa. Nhộng nữa nè, nhộng sẽ để tạm trên này đi. Hết nhận hết thứ hai nữa. Con ăn nó bu nó đánh cái đầu này. Gãy mật ngon ghê các bạn, mình chẻ đôi ra cho các bạn xem thử nha. Đấy. Thùng này của mình là nó tự về nha các bạn. Ít bữa nữa mình về miền Tây rồi mình phải đem mấy cái thùng về. Còn thùng như này thì mình không đem được, mình phải bỏ vào cầu mới đem về được, không là vận chuyển nó rớt xuống hết. Và quá trình về miền Tây, mang ong về miền Tây của mình, nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ cập nhật tiến độ cho các bạn xem. Xem là mình mang ong về miền Tây như thế nào. Cái cục mật này các bạn. Nó có dính vào con nhộng ở đây.
Ừ, cay đã. Chắc còn miếng này nữa hết à. À miếng này phải còn miếng nữa chứ. Còn miếng trong mặt không luôn. Xem cái cục này đá chưa nè. Cục này mặc không được này. Còn mấy lưỡi mèo ấy này. Rồi các bạn. Vậy mình sẽ vào cầu. Để bao tay này ra cái tay nó không có dính mặt mới cầm được mới quay này này đây đây là thành quả của chúng ta nè. Từ cái miếng này đã như thế này hơn 1 lít mặt cắt quân này. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái nhọn này xong rồi gấp gắn vào cầu này rồi mới bây giờ hốt sẽ hốt quân vào chuyển vào trong thùng cải tiến nữa các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ngắn gọn nhanh gọn lẹ thế thôi.